Mày sẽ mãi là một thằng ngu nếu như đối đãi với đời quá thật lòng. Nên tin tao đi, quý bóng ngoài xã hội kia chăng quý hay là khinh khi còn tùy thuộc vào sắp tiền trong quý của mày dày hay là mỏng. Họ hỏi mày làm bao nhiêu tiền một tháng, chứ được mấy người hỏi mày làm có cực hay là không. Đến khi mày trưởng thành, mày mới nhận ra đời nhận xét cha mẹ mày bằng cách một tháng mày kiếm được bao nhiêu tiền mà thôi. Người đời họ thích phán xét theo cách họ nhận thấy mà họ nhìn nhận được, chứ họ không cần biết mày là ai, đã nếm trải những gì và đã nỗ lực như thế nào. Từ nhỏ đã không được người bồng cưng, sống với đấm đá thần tượng băng hồng hưng, gia đình tan gã mẹ không được người chồng ưng, vì tương lai và tất cả ta phải làm đến còng lưng. Không như người khác không được lười nhác, thân tao chai lì nên bản thân phải cười ác, một mình cười nhạt như là biết có người.